Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Gì Đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Hero War nha anh em. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nha. Và nếu video được 1000 like thì ngày mai chúng ta sẽ tập mới nhất của Hero War. Chúng ta bắt đầu thôi, chúng ta có hai cái vé, rút hết cái này luôn nha. Hôm nay kiểu gì thấy anh boss rồi, đoán là hôm nay kiểu gì sẽ đánh boss thôi. Rồi, rút thêm một cái vé đi anh em. Đây có vé gì nào, vé gì đây, vé gì đây. Ui, hòm, ngon. Hòm này được đấy, không có nỗi là quá tệ. Ngôi báu của chúng ta. Nhận hết nhiệm vụ đi anh em. Ok chưa, không vũ khí nào, chưa chỉ có bằng cái vũ khí thôi anh em. Chợ đen có một cái vũ khí mang tên là cá piranha hoặc là kẻ hủy diệt. Wow, nhưng mà không đủ game anh em ạ. Vật tế này để làm gì? Vật tế làm gì ấy? Vật liệu nâng cấp mũi tên thuộc tính sinh vật. Rồi ok, cái này thì ta sẽ tính sau. Hiện tại mình đang có 53.356. Mình sẽ mở hộp. Ta sẽ mở hộp trước. Đá bổ trợ. Ui, đá đỏ á? Đá đỏ đá gì ấy? Đá gì ấy? Mũi tên ấu trùng anh em ạ. Một cái mũi tên ấu trùng. Mũi tên, ui, cao cấp thương này. Oh, wow. Nhưng mà có vẻ sở thi không anh em? Hình như là không phải, nó chỉ là mũi tên cao cấp thôi. Cái màu của nó cũng sẽ phân biệt được này. Nó sẽ tương ứng với mũi tên này. Có lẽ là như vậy. Ok, chúng ta sẽ không cần quan tâm tới nó đâu anh em ạ, tại vì ta rất là khỏe. À, mình chưa nâng cấp nhỉ? Nhà mình cứ đánh càng nhiều càng tốt anh em nhá. Lý do tại sao anh em? Tại vì tôi sẽ cần mở thêm một con người que bên này nữa. Đúng không? Ôi bóng. Ôi có quả cầu mới nhé, có cái thứ mới hay ho trong này. Ấy. Cái quả bóng này nó làm gì vậy? Bóng gây nổ à? Dễ lắm anh em ạ. Rất dễ là quả bóng gây nổ anh em ơi. Ok, bắn nó đi à. Hạ gục nó. Hạ gục nhanh và tiêu diệt gọn. Ai chà. Thập diện mai phục. Throw. Oh my god. Ok chưa? Vào đây. Vào là chết cưng. À, đông của chúng tôi này. Không có boss nhỉ? Có một con mới nhưng mà không có boss anh em ạ. Mình không quan tâm. Cho cứ đi đánh thật nhiều càng nhiều tốt anh em nhá. Nó đang để chế độ tự động bắn nhưng mà nó sẽ không chiều, không phải là tự động hướng, nó chỉ là tự động bắn thôi, nên nhớ kỹ là cái vấn đề như vậy. Ok chưa? Rồi, và cái quả bôn luôn, quả cầu này luôn. Ôi ôi, nó sẽ tạo ra một cái máy. Có một cái có kiểu là nó sẽ từ trong quả bóng nó sẽ có một cái loại robot gì đó trong này á. Ui, nó có con mới à? Phun lửa. Có vật phun lửa anh em nhưng mà chưa có boss. Vẫn chưa có boss nhá. Bọn này vẫn chỉ bọn các ké linh tinh thôi. Chưa có gì cả nhá. Chuyến em ơi. Bọn nó sẽ tạo ra một con robot ở trong đấy thôi. Cửa 47, cửa 50. Mình đoán sẽ là rơi vào cửa 50. Cái gì này? IDLX Club. Cái nồi gì đây? Game gì? Nhìn lạ ghê. Làm bàn để gọi là cho bọn nó vào hay như nào? Chắc là vậy. Chắc kiểu như vậy đấy anh em ạ. Đóng sức mạnh của thành gắn thêm này. Rào chắn, gia cố cái cấu bên trong. Gỗ cứng sức phòng ngự của rào chắn. Không cần anh em ơi, phụ trợ đi. Tôi sẽ nâng hết công cầu thủ phụ trợ ơi. Lỗi tài nguyên là méo ấy. Tại sao lỗi tài nguyên? Cầu thủ phụ trợ, tôi có tận 3 cầu thủ phụ trợ và nó có lượng đam rất lớn này. Úi giời ơi, lại có khiêng à, lại có giáp, có khiêng à. Khiêng đi đâu? Kiếm đi đâu? Nổ hết anh em ạ. Chúng ta cho chúng nó nổ hết luôn.
Mai con luôn. Vào đây bạn ơi. Vào đây bạn ơi. Vào đây bạn ơi. Nào. Nếu quả bóng này mình cũng sẽ phá hủy hết nếu quả bóng này luôn. Chẳng để dành một cái gì cả. À đây có một con gì đó này. Ơ nó cầm một cái méo gì đấy nhưng mà vướng va vẩn đánh thế nào được. Đằng nào mấy con này thì cũng đang rảnh. Chưa có boss anh em nhá. Chúng ta chưa thấy có boss nào xuất hiện cả trong này cả. Thì em sẽ sử dụng một cái nổ bom hạt nhân. Nổ bom hạt nhân vẫn ngon. Rồi cấp 48 rồi. Chúng ta vẫn đánh được mà. Mới có mấy màn 50. Mới gần màn 50. Chưa có gì cả. Boss chưa tới đâu. Màn 50 cơ. Màn 49 thì chưa xuất hiện nhá. Màn 50. Kiểu gì phải nào 50 trở lên thì nó mới xuất hiện mấy con boss nhỏ nhỏ. Ui dồi. Từ anh em ơi, nó đông quá anh em. Đông quá. Quái vật đông quá anh em ơi, nhưng mà chưa đến boss nên mình chưa cần vội. Này thì chưa cần vội, cái này nó sẽ mất khoảng một năng lượng anh em. Cái này thích hơn là cái con bọ kia. Nó sẽ nổ luôn ấy. Không mất thời gian. Nó mất thời gian lắm. Đây rồi, cửa 50 là cửa sẽ có boss rồi. Chắc chắn rồi. Ơ, vẫn còn à? Vẫn còn này, con này chỉ tốn khoảng tầm đấy. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng đấy. 50 nhá, đây là màn 50 nhá anh em. Boss à? Phần này chắc cú là sẽ có boss anh em ạ. Đoán đến 99% là sẽ boss xuất hiện ở trong cái màn này. 99.99%. Khiêng với chúng tôi, khiêng này. Không khiêng vào đây được đâu. Khiêng vào đây là chết. Bọn này nó cũng cầm cái vũ khí là alien đi theo anh em ạ. Chưa có boss nhỉ? Chưa thấy boss đâu cả. Không có boss à? Hiện tại không có boss thật anh em. Chúng ta không có boss nè, không biết làm nào. Boss đâu? Ui boss thật. Siêu người máy anh em ạ, siêu robot người máy. Khá khỏe nha anh em. Mới đầu tiên mình gọi nhầm rồi. Nhưng mà tao tiêu được rồi đấy anh em ơi. Tuyệt vời. Thấy chưa? Đã tiêu diệt được boss siêu người máy. Sao bọn bạn lại là một tên xấu xí thế này? Hux, the Hux Booster anh em ơi. Đây bộ giáp nâng cấp của người khổng lồ xanh á không? Nâng cấp bộ đồ giáp của Iron Man để đánh nhau với Hon. Ok chưa? Khỏe chưa? Ngôi báu tôi sẽ kiếm thêm được cái gì ấy? C là sao? Để nâng hạng bình phong. Cái này thì do nó dịch nó rất là vớ vẩn nha anh em. Tôi cũng không biết là dịch theo cái kiểu gì. Dịch rất là ngáo cần. Một trận đây nào anh em ơi. Ui dồi. Robot à. Robot của chúng tôi. Robot. Robot. Đây có hai con người máy. Cái kia nó sẽ đuổi theo nha anh em. Bây giờ nó bót rồi anh em. Nó bắn vỡ cái lớp giáp của nó. Là tới cái lớp kia. Này tên lửa đi. Tên lửa nó sẽ tập trung vào một cái điểm anh em. Nó chỉ tập trung vào một điểm, cái đấy không hay. Tính ra là cái hạt nhân là khỏe nhất. Công nhận là hạt nhân là khỏe. Bom này. Nó mãi mới nổ cho tôi. Thế một cười. Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.